chia tay với vườn Tùng Bách Đà Lạt Garden của anh Trần Xuân Vũ. Phóng sự Hương Sắc Đô Sinh di chuyển về vườn cảnh của anh Nguyễn Quốc Huy. Vâng, nickname Facebook của anh là Quốc Huy Nguyễn. Tôi thấy cái phong cảnh của Đà Lạt rất là nên thơ. Một phút bật máy để ghi hình chia sẻ với các bạn trên đường di chuyển như thế này. Vị trí mình đứng đây là ở chỗ nào anh? Vị trí mình đang đang đặt chân đây này. Đang đặt chân là đường Trần Hưng Đạo. Vâng, đường Trần Hưng Đạo. Một trong những trục lộ chính của Đà Lạt. Vâng. Với vị trí này thì cao hơn Đà Lạt. Nhìn cảnh thấy lên kép và một cảnh quan bao quát rất đẹp. Đà Lạt quả thật là nhà trong rừng và rừng trong nhà. Vâng. Các anh chị có thể nhìn qua cái ống kính của anh Đỗ Sinh. Các anh chị sẽ cảm nhận được điều đó. Kia là đỉnh phía trước ống kính của các bạn thì đó là một trong những đỉnh núi cao nhất của thành phố Đà Lạt, đó là đỉnh Lang Biang với độ cao 2.163 m. Vào những ngày tuyết chơi đẹp như thế này, các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ về đỉnh núi này, và nó là một biểu trưng, một biểu tượng của Đà Lạt. Khi nhìn đến đỉnh núi này, các bạn biết anh Đỗ Sinh đang ở Đà Lạt. Vâng, cảm ơn anh Trần Xuân Vũ, một người đã đồng hành cùng với tôi trong suốt thời gian tôi ở Đà Lạt. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta đến thăm vườn cảnh nhà anh Nguyễn Quốc Huy. Nguyễn Quốc Huy. Vâng. Vâng, đúng là thành phố Đà Lạt là trong một cái thung lũng. Với quang cảnh tổng thể của thành phố nằm trọn trong ống kính của tôi. Từ trên núi tôi quay xuống. Vâng, và bây giờ Hương Sắc Đỗ Sinh đã đến vườn cảnh anh Nguyễn Quốc Huy. Đây là một cơ sở anh làm nghề sản xuất cửa khung ống kính. Phía trên mảnh vườn sau của gia đình. Vì địa thế ở đây là theo truyền đồi. Đây là khu đất với cái bình độ cao hơn. Cũng chính đó là cái sân chơi cây cảnh của anh Nguyễn Quốc Huy. Nickname Facebook của anh là Quốc Huy Nguyễn. Và Đỗ Sinh cũng sẽ đăng tải số điện thoại của anh Nguyễn Quốc Huy trên màn hình. Để các bạn đã điện trực tiếp giao lưu, chia sẻ cùng anh Nguyễn Quốc Huy. Và thoạt vào ngay đầu tiên, trước khi đến với khuôn viên vườn cảnh, chúng ta gặp những cái tác phẩm hoa đỗ quyên. Đây là hoa đỗ quyên trắng. Bên cạnh đó là một cây hoa đỗ quyên Úc. Vâng. Giống từ Úc à anh ơi? Dạ, cây này giống từ Úc. Giống từ Úc. Vâng, cái hoa của nó đây. Hoa nó rất là sặc sỡ. Vâng.
Và cái lá nó khác, tôi thấy nó khác hẳn rồi. Dạ, lá nó dày. Dày hơn, tròn và to hơn. Tròn to và màu đậm hơn. À, đó là cây hoa đỗ quyên Úc. Và bên này là hoa đỗ quyên màu hồng. Cây này thì lá nhỏ hơn. Tác phẩm Hoa Đại. Và đây là cây chủ nhân này chơi theo một cái sở thích tìm hiểu về những cây lá kim. Và chiếc ống kính của anh Đỗ Sinh xin giới thiệu với mọi người. Đó là cây du sam. Đây là một cây lá kim có từ thời Pháp và nguồn gốc từ Pháp, và nó là một trong những cây lá kim rất đẹp. Cây du sam. Cây du sam. Vâng. Và cây này rất là lâu lớn. Và các anh chị thấy. Kế tiếp tới đó là một loại thông đặc trưng của Đà Lạt, và trên độ cao 2000m thì các bạn sẽ cảm nhận được cây thông này. Đó là cây thông 5 lá với độ cao 1500m, đó là thông 3 lá. Và với độ cao trên 2000m, đó là thông 5 lá. Và đây là một loại thông rất đặc trưng của Đà Lạt. Và các anh chị thấy, chủ nhân đã đưa về với một cái không gian sân vườn. Các anh chị nhìn thấy là rất là đẹp. Nối tiếp tới một cái cây tiếp theo chiếc ống kính của anh Đỗ Sinh, xin giới thiệu với các anh chị, chủ nhân đã sưu tầm đưa về vườn. Đó là một trong những cây quý hiếm, mặc dù rất nhỏ nhưng rất quý hiếm, đó là cây thông đỏ. Thì các anh chị tìm hiểu về cây thông đỏ, đây là một trong những cây quý hiếm và nó nằm trong bộ sưu tập của chủ nhân. Và cuối cùng thì các anh chị sẽ thấy đây là thủy tổ của loài thông. Xin giới thiệu với các anh chị, đây là cây thông hai lá dẹt. Thông hai lá dẹt. Vâng. Và các anh chị sẽ thấy rất chi tiết về cái sự cấu tạo của thông hai lá dẹt. Và đây là được xem là thủy tổ của loài thông. Và được thế giới công nhận đây là loài thông quý. Và hiện giờ chỉ có ở Đà Lạt. Và tại đỉnh đèo Khánh Vĩnh thì các anh chị có dịp đến với Lạc và đến với đèo Khánh Vĩnh thì các anh chị sẽ thấy những cây thông rất lớn và nó có cả trên 1000 năm. Trở lại với không gian vườn của anh Quốc Huy Nguyễn thì các anh chị sẽ thấy với một cái sự bài trí sắp đặt theo phong cách là vườn Nhật, với những cây len kép nối liền với những cây tùng côn và rơi vào những cái cây bonsai với một tỷ lệ rất là khắt khe. Sau khi chia sẻ với các bạn hình ảnh tổng thể của không gian vườn cảnh Nguyễn Quốc Huy, chúng ta sẽ đi đến cụ thể những cái tác phẩm mà được đánh giá là có giá trị rất lớn tại đây. Toàn bộ mặt nền các anh giải đá cho nên khi đi có những cái âm thanh lạo xạo. Có khi ta bắt đầu từ tác phẩm này đi anh nhé. Xin giới thiệu đến với mọi người. Đây là cây duyên tùng, và đây là một trong những cây đời đầu tiên các nghệ nhân của Đà Lạt tạo tác. Và trong quá trình thời gian khá dài để đến ngày hôm nay được một tác phẩm lên đôn kệ như thế này, đây là một cái sự thành công lớn của bonsai Việt Nam nói chung và của Đà Lạt nói riêng và với các nghệ nhân của Đà Lạt. Các anh chị nhìn thấy được đây là một cây nuôi trồng từ bé với những đường thân lắc lượng.
và tạo nên những cái nét cổ kỳ mỹ cho một cây bonsai. Các anh chị có thể nhìn thấy thêm là cung cấp thêm về cái thông tin cây này, thì các anh chị thấy là hiện giờ size cái đường vân thân của nó là 60, với những cái co uốn lượn theo cái đường tay của mình, với bộ một cái bộ tán đã chín, các anh chị nhìn thấy. Và hiện giờ thì chủ nhân này chưa có ý định là chưa có đi chơi nên đang thai nghén nuôi tiếp, nên các anh chị nhìn thấy ở phía bên trên nó có những cái rau có những cái rau như này để nuôi được cái độ cành lớn hơn, thì những cái cây này rất là cần thiết cho một cái cây. Vâng. Dạ. Chúng ta sang phía đối diện để tiếp tục thưởng thức cái bóng dáng cũng như là phần thân bệ. Đây là cái mặt ngược lại với mặt chính của cây duyên tùng. Các anh chị thấy đường thân theo cái hướng tay của mình, các anh chị sẽ nhìn thấy được cái độ uốn lượn và những cái đường nét về cái cây duyên tùng này. Cây này thì các anh chị nhìn thấy nó có một cái điều rất là đặc biệt là nó có một cái cành phỏng từ trong thân ra và rất lớn theo cái tỷ lệ tay của mình, các anh chị nhìn thấy. Đẹp quá, chỉ biết thốt lên là quá đẹp luôn. Vâng, trong này các anh có cái lối chơi rất đặc biệt, rất hay. Một cây tầm nhỏ như thế này. Xin giới thiệu tiếp theo với các anh chị, trước ống kính của anh Đỗ Sinh hiện giờ, đây là cây tùng cối. Cây này thì size hoành cỡ 40 và chiều cao tổng thể cây này là khoảng 50, và nuôi trồng trong thời gian 6 năm và đến giờ này thì các anh chị đã thấy nó đã chín, nó đã chín. Và các anh chị nhìn với cái ống kính anh Đỗ Sinh thì về phía góc của cây và ngoài cái vườn của Tùng Bách Garden ra thì vườn của Quốc Huy Nguyễn, các anh chị thấy trên tay mình đang cầm những cái bọc màu trắng như thế này, cũng tiện đây chia sẻ với các anh chị yêu bonsai lá kim và trên cả nước, thì mình đang sử dụng một cái loại phân gọi là phân trì, nó có tên là High Control, với một cái công thức của nó là 13, 11, 11 ME, nó có trung lượng. Và đây một cái loại phân chậm tan. Một gói phân như vậy thì mình bón cho cây thì sau 6 tháng thì nó sẽ hết. Và nó luôn đảm bảo dinh dưỡng cho cây. Cứ để phía trên phát triển và cứ để phía, cứ để phía trên này xong tưới nước thì tự nó phai dần xuống. Các anh chị nhìn thấy về cái bọc phân mình cầm trên tay. Đó, chúng ta cũng thêm một cái chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc tùng hàng năm, hàng tháng với cái loại phân mà anh Vũ vừa mới giới thiệu. Kế tiếp hướng đến cái góc máy thứ hai thì các anh chị thấy đây là lại là một cây duyên tùng nữa. Vâng. Với đường thân lắc lượng và tác động bởi những cái đường lũa gọi theo người Nhật gọi là zin đấy. Các anh chị thấy nửa sống nửa chết đây, và trong quá trình thời gian dài thì nó tạo nên những cái kỳ ảo cho một cái cây bonsai, là đường thân nó mọc lên và nó tạo thành những con lươn và uốn lượn theo cái đường thân, và nó tạo có những cái nét không gian với những cái bộ tán các anh chị nhìn thấy là rất là là già. Và đến giờ này thì nó nằm trong một cái tỷ lệ vàng với một cái cây bonsai như thế này. Các anh chị có thể cảm nhận chi tiết qua cái góc máy của anh Đỗ Sinh. Và chúng ta được biết là đây là đều là những cái tác phẩm tùng mà tự tay các nghệ nhân ở Đà Lạt xây dựng lên, chứ không có là những cái cây tùng mà chúng ta hay nói là nhập khẩu. Tùng Nhật. Là tùng Nhật hoặc tùng Đài Loan, là ở đây không có. Đẹp quá. À,
phía trước của ông Kiến của anh Đỗ Sinh, xin giới thiệu các anh chị nhìn qua màu lá là đoán ngay đó là cây chắc bá diệp. Và cây này thì anh Quốc Huy đang thay ngén và nuôi trồng để cho nó thành một tác phẩm lớn trong tương lai. Các anh chị nhìn thấy về đường thân và cái tác động bởi thời gian lũa cũng như là đang nuôi trồng cái bộ tán của nó, nên các anh chị nhìn thấy nó bộ tán thì hơi sơm xoàng, nhưng co cành của nó thì rất ư là to. Mình có thể vén cái lá qua để cho anh Đỗ Sinh quay chi tiết vào bên trong thì các anh chị nhìn thấy được những cái co cúc của nó đó. Và cây này đang được nuôi trồng tiếp theo, và theo cách nuôi trồng của anh Nguyễn Quốc Huy thì anh tính toán là trong thời gian 4 năm nữa, 3 đến 4 năm nữa thì cây này sẽ được đưa đi ra sân chơi và để cho mọi người ngắm nhìn về nó. Okay. Khi anh chị đến với vườn của anh Quốc Huy thì các anh chị thấy là thật sự mà nói thì qua cái những cái góc máy của anh Đỗ Sinh thì các anh chị nhìn thấy là mỗi cây đều mỗi dáng và mỗi nét, có những cây trực thẳng, nó nói lên cái tố chất gần như là một cây trượng phu quân tử, và có những cây uốn lượn, những thân mềm mại, những độ tán bong bền tạo cho người thưởng ngoạn bị hấp lực bởi những cái đường thân và bộ tán của nó. Có khi những cái phôi này mình để video sau nhỉ? Dạ. Video sau Đỗ Sinh sẽ giới thiệu với các bạn là một số những cái phôi tùng. Và cái cũng có một phần nào đó chúng ta thêm một chút kinh nghiệm qua những cái chia sẻ của các anh khu vực Đà Lạt. Đấy, đây là số phôi. Tôi để dành một cái video nữa. Bây giờ tôi tạm dừng video này tại đây, để chúng ta kết nối tiếp một video sau. Vườn cảnh anh Nguyễn Quốc Huy.